Giáp Tết Nguyên đán có thể coi là bắt đầu vào mùa của ngộ độc rượu. Tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở y tế tuyến cuối, trong những ngày gần đây, gần như ngày nào cũng tiếp nhận cấp cứu cho các trường hợp nhập viện liên quan tới rượu bia. Trong đó thì có không ít trường hợp bị ngộ độc rất nặng, nguy hiểm tới tính mạng, khiến việc điều trị rất khó khăn và tốn kém. Thậm chí nếu được cứu sống thì nhiều người cũng trở thành tàn phế. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Bị xơ gan ổ bụng, người đàn ông này đã phải nằm điều trị nhiều ngày nay tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai. Cho rằng mình uống rượu ở mức bình thường, nhưng gần như mỗi ngày ông lại uống tới nửa lít rượu. Bụng to quá, không chịu được, không thở được đó. Bụng vượt mặt, không thở được đó, nằm viện. Uống nhiều rượu mà. Uống vừa phải. Vừa phải là như thế nào? Như mỗi ngày bác uống một cốc hay là một chai hay là như thế nào? Uống ít thôi, nửa lít. Hàng ngày thì chúng tôi đều có những cái bệnh nhân đến đây là vì xơ gan biến chứng, chảy máu, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, rồi là loạn thần, sản triệu cấp cũng đến nhập viện, mà cũng có thể gây ra những cái biến chứng mà có thể dẫn đến tử vong. Ngoài ra một cái mặt bệnh nữa là viêm tụy cấp do rượu cũng khá thường gặp. Thế những cái bệnh nhân đó thì cũng có thể là bị đi bị lại. Nếu người bệnh nhân mà tiếp tục uống rượu thì cũng có thể tái đi tái lại. Còn tại trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, không ngày nào bệnh viện không tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc rượu nhập viện hoặc những tác động của rượu bia. Nhập viện vào tối ngày hôm qua do có tham gia buổi tổng kết cuối năm trước khi về quê ăn Tết. Sau khi uống một cốc rượu, chàng trai này đã ngã gục xuống và được mọi người đưa đi cấp cứu. Ngồi hút thuốc lào cũng xíu nên ngã gục xuống nên gia đình đưa vào bệnh viện, nên lúc trước em không biết gì nên gia đình đưa vào bệnh viện, xong em tỉnh em nhớ là... Các bác sĩ cho biết, càng Tết, càng nhiều trường hợp bị ngộ độc rượu trong tình trạng rất nguy kịch, khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là các ca uống phải rượu độc hay còn gọi là rượu pha cồn công nghiệp methanol. Rượu độc đấy, hay chúng ta gọi là cồn công nghiệp ấy, thì chúng tôi gặp khá nhiều ở những cái bệnh nhân mà họ đã hay uống rượu, thế nhưng mà vì là người ta nghiện rượu nên thường họ sẽ lựa chọn, nhưng mà không phải bệnh nhân nào cũng có những cái loại rượu tốt, hoặc nhiều khi là vì là nghiện rượu nên là người ta sử dụng những cái nguồn rượu mà nó cũng không đảm bảo. Nhiều những cái bệnh nhân mà bị ngộ độc là bởi vì tổng kết rồi chào năm mới rồi đủ mọi dịp, mà thậm chí tôi xin lỗi là nhiều bệnh nhân là chồng chéo. Có những bệnh nhân như các anh các chị lại cho vừa hỏi đấy, có thể là một ngày người ta uống đến hàng lít, thậm chí có những bệnh nhân còn hơn một lít thì chẳng có cái sức khỏe nào, hoặc là chẳng có thể tải được cái lượng rượu như thế. Nhiều người vẫn có câu cửa miệng uống biết điểm dừng. Các bác sĩ cho biết thêm, những ca ngộ độc nhập viện sẽ rất khó để xác định được ranh giới mong manh giữa say thông thường và ngộ độc. Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, và sẽ không có gì quá ngạc nhiên nếu con số nhập viện vì ngộ độc rượu tiếp tục gia tăng.